Cuộc sống của thằn lằn cá Ichthyosauria là một câu chuyện hấp dẫn về sự tiến hóa và sự thích nghi với môi trường sóng biển rộng lớn. Ichthyosauria, hay còn được gọi là thằn lằn cá trong tiếng Hy Lạp, xuất hiện khoảng 245 triệu năm trước, vào thời kỳ Đại Trung Sinh. Chúng là nhóm bò sát biển khổng lồ, có hình thù giống như cá heo, nhưng chúng không phải là cá heo. Chúng tiến hóa từ một nhóm bò sát chưa được xác định sống trên cạn, chuyển sang môi trường sống dưới nước, tương tự như các tổ tiên của cá heo và cá voi hiện đại. Trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của mình vào kỷ Jura, thằn lằn cá trở nên phong phú và chiếm ưu thế trong môi trường biển. Cấu trúc của thằn lằn cá thể hiện sự thích nghi với cuộc sống dưới nước. Chúng có chiều dài từ 1 đến hơn 16 mét, với hình dáng giống cá heo và cá. Bốn chân đã tiến hóa thành chân chèo, giúp chúng di chuyển mạnh mẽ trong nước. Một số loài có vây lưng để tăng cường sức bơi, và vây đuôi thẳng đứng hơn giúp chúng thực hiện cú tăng tốc mạnh mẽ. Thằn lằn cá có đầu dài như mũi tên, với hàm trang bị răng nhọn hình nón để bắt con mồi nhỏ hơn. Một số loài có răng to như dao để tấn công những con vật lớn. Điều đặc biệt là chúng có đôi mắt rất lớn, có khả năng bắt con mồi ở tầng sâu trong nước. Thức ăn của thằn lằn cá chủ yếu là cá và sinh vật biển nhỏ khác. Chúng sử dụng cú tăng tốc mạnh mẽ và kỹ thuật săn mồi linh hoạt để đánh bại đối thủ. Các loài sau này có thể có thân cứng và vây đuôi được tối ưu hóa cho cú tăng tốc. Sự thịnh vượng của thằn lằn cá kéo dài đến kỷ phấn trắng, nhưng cuối cùng chúng đối mặt với sự cạnh tranh từ các bộ bò sát khác, đặc biệt là Plesiosaurus, trong thời kỳ này. Vào cuối kỷ phấn trắng, thằn lằn cá tuyệt chủng, nhưng nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng. Bằng chứng hóa thạch của thằn lằn cá được phát hiện trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Anh và Đức, nơi đã bảo tồn những bộ xương hoàn chỉnh và thậm chí cả mô mềm. Sự quan tâm đối với loài này đã tăng cao kể từ cuối thế kỷ 20, dẫn đến việc đặt tên nhiều chi và loài mới từ mọi châu lục. Tóm lại, thằn lằn cá là một ví dụ tuyệt vời về sự tiến hóa hội tụ trong thế giới biển sâu, nhưng cuộc sống của chúng cuối cùng đã chấm dứt, để lại những bí ẩn mà khoa học vẫn đang cố gắng giải mã.